Xuyên niệm lời Chúa thứ ba tuần 27 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Suy niệm: "Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Luca chương 10 câu 42. Thánh Luca nói về việc Maria ở bên chân Chúa. Thánh sử Luca rất thích hình ảnh này. Ở Luca chương 7, từ câu 36 đến câu 45, một hôm có một phụ nữ tội lỗi nghe biết Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu. Nàng tìm đến đó, quỳ dưới chân Chúa và khóc đến nỗi nước mắt làm ướt chân Ngài. Tư thế bên chân Chúa trong trường hợp này là quỳ và tâm tình là sám hối. Ở Luca chương 17, từ câu 11 đến câu 19, lần khác Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi. Trong số đó có một người đã trở lại xúc mình dưới chân Chúa để tỏ lòng biết ơn. Tư thế ở bên chân Chúa trong trường hợp này là xúc mình và tâm tình là tạ ơn. Ở Luca chương 8, từ câu 40 đến câu 56, con gái ông Jairo bị bệnh nặng. Ông chạy đến xúc mình dưới chân Chúa để van xin Ngài đến cứu con gái ông. Tư thế trong trường hợp này là xúc mình và tâm tình là xin ơn. Ở Luca chương 8, từ câu 26 đến câu 39, có một người bị quỷ ám ở Gê-ra-sa. Sau khi được Chúa cứu, anh ngồi bên chân Chúa và sau đó xin đi theo Ngài. Tư thế lần này là ngồi và tâm tình là muốn đi theo Chúa. Đoạn tin mừng hôm nay kể chuyện Maria ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Tư thế ngồi, tâm tình lắng nghe. Tóm lại, ở bên chân Chúa có thể là ngồi, quỳ hay sấp mình sâu thẳm, và tâm tình có thể là tạ ơn, sám hối, van xin, bày tỏ thiện chí muốn đi theo hay lắng nghe học hỏi. Hằng ngày chúng ta làm nhiều việc ở nhiều nơi và với nhiều tâm trạng khác nhau. Đoạn tin mừng hôm nay là những đoạn tương tự khác nhắc chúng ta có một nơi rất tốt, đó là ở bên chân Chúa. Ở bên chân Chúa trong tư thế nào cũng được và với tâm tình nào cũng được, miễn là ở bên chân Chúa. Chúng ta hãy tìm dịp đến bên chân Chúa. Bên chân Chúa chúng ta có thể ngồi, có thể quỳ, có thể sấp mình sâu thẳm. Chúng ta có thể van xin, có thể tạ ơn, có thể sám hối, có thể bày tỏ thiện chí muốn theo Chúa, có thể trầm lắng đón nghe lời Ngài. Đó là điều Chúa rất ưa thích và cũng rất ích lợi cho chúng ta. Người ta thuật lại, Thánh Francisco Xavier vì phải mải mê rao giảng tin mừng cho lương dân, nên mỗi khi đêm về, Ngài thường quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Có lúc quá mệt mỏi, phải ngủ gục trên bục bàn thờ. Lúc ấy Ngài thường cầu nguyện: "Lạy Chúa,
nếu linh hồn con không tỉnh thức được với Chúa, thì ít nữa xác con đây muốn ở gần Chúa. Còn Thánh Vincent Ferrer thì nói những cách ứng xử đặc biệt hơn. Nhiều lúc gặp các tội nhân cứng lòng, khuyên bảo mãi cũng chẳng chịu trở lại, Ngài gia tăng việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện để kéo ơn Chúa xuống cho họ nhiều hơn. Nếu như thế vẫn chưa có thể có kết quả, thì lúc đêm về, Ngài lại ra trước bàn thờ để than thở cùng Chúa, và nhiều khi Ngài còn táo bạo mở cửa nhà trầu để nói chuyện cùng Chúa. Gần đây, chúng ta có tấm gương của Đức Thánh Cha Gioan 23. Người ta kể lại rằng, mặc dù công việc hội thánh rất bề bộn, Ngài vẫn sống một cuộc sống nội tâm dồi dào. Đặc biệt, Ngài rất năng tĩnh tâm, tạm dẹp hết mọi công việc và dọn một phòng riêng ở Vatican để sống những giờ khắc âm thầm bên Chúa, nghe lời giảng dạy. Trước khi khai mạc công đồng Vaticano II, Ngài đã đi tĩnh tâm một thời gian, rồi tới Laurenti, một nơi tục truyền là có Đức Mẹ, để cầu nguyện cùng Mẹ ban ơn cho công đồng được thành công. Để kết thúc, tôi xin nhắc lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bài nói chuyện với các nữ tu của một dòng kín tại Mexico năm 1979. Ngài nói với các chị ấy như thế này: cuộc sống của chị em ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Sự hiến thân trọn vẹn của chị em đầy tính thời sự trong một thế giới đang đánh mất dần ý thức về thần linh, một thế giới đang đề cao quá mức những thực tại vật chất. Hỡi các nữ tu thân mến, vậy mà các chị lại vào các tu viện kín để làm chứng cho những giá trị mà cuộc sống dấn thân của các chị kêu mời. Các chị là chứng nhân của Chúa cho thế giới ngày nay. Với lời cầu nguyện, các chị đang thổi một luồng sinh khí mới vào trong giáo hội và con người ngày nay. Hãy cố tìm thật nhiều dịp để được ở gần Chúa. Chỉ có Người mới xứng đáng là thầy dạy chúng ta. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ để trò chuyện với Ngài. Thực ra, mỗi ngày con có biết bao giây phút để có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, khi lên cầu thang, lúc bị kẹt xe, khi bị cúp điện bất ngờ, lúc con chờ gặp một người thân ở bến xe, ở phi trường, khi chờ lên máy bay hay xuống một con thuyền, xin cho con biết tìm ra sự hiện diện của Chúa bên con. Amen.